Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Ốc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ giải mật mã dự án ONX Tomato. Đó là ngày hôm nay ngày 6 tháng 9 nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ giải mật mã của dự án ONX nha các bạn. Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay đó là dãy số này nha. Rồi đầu tiên thì các bạn bấm 1732 nha. 1732 rồi các bạn nghĩ cho mình 3 giây nha. Rồi tiếp theo các bạn bấm 8654 nha. 8654 nè, rồi các bạn cũng nghĩ cho mình 3 giây nha. Rồi các bạn bấm 429 nha. 4 là 29 Rồi các bạn cũng nghĩ 3 giây nha. Rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công ngày hôm nay của dự án ONX. Mình nhận 2.000 cái đồng ONX nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giải mật mã của dự án Tomato nha các bạn. Thì các bạn bấm ba cái vào con mèo và các bạn bấm một cái vào cái đầu con bot này nha. Mình nhắc lại nha các bạn bấm ba cái liên tiếp vào con mèo và các bạn nhanh tay bấm một cái vào cái đầu con bot này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nha các bạn. 1 2 3 1 nè. Đấy như vậy là mình đã giải mật mã đúng ngày hôm nay nha các bạn và mình nhận 2500 cái đồng Tomato nha. Rồi và hiện tại bạn nào chưa đăng ký khai thác 3 dự án này thì mình sẽ để cái đường link đăng ký bên dưới phần game mình luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.